Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Mường Ngẳng hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Đây là thành quả được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó, một trong những yếu tố khởi nguồn là nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 về phát triển đô thị thị trấn Mường Ngẳng. Trong mục tiêu chung của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ngẳng nhiệm kỳ 2020-2025 đề cập: Quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng trung tâm huyện từng bước hoàn thiện đồng bộ, môi trường bền vững. Theo đó, Mường Ngẳng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội 23 huyện sẽ tập trung phát triển đô thị với những chương trình dự án cụ thể. Trọng tâm là đầu tư phát triển đô thị, thị trấn Mường Ngảng là trung tâm hành chính về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và sẽ từng bước hoàn chỉnh, phát triển đô thị thị trấn đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh và của huyện. Thực hiện chủ trương của ban thường vụ huyện ủy Ủy ban Nhân dân huyện Mừng Ngẳng đã tổ chức lễ ký cam kết Quản lý chăm sóc bồn hoa cây cảnh trên tuyến đường nội thị Trục 42m, 27m và các điểm vui chơi công cộng Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng là đơn vị chủ trì Phối hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa Và bảo vệ hoa cây cảnh Đồng thời lập sơ đồ thiết kế tổng mặt bằng các bồn hoa để theo dõi, quản lý Đốn đốc các cơ quan đơn vị triển khai việc chăm sóc bồn hoa à, và qua đó thì thấy là các cái đơn vị người ta là rất là tích cực. Các cơ quan đơn vị đã thường xuyên duy trì công tác cắt tỉa chăm sóc các cây xanh cây cảnh sinh trưởng tốt, góp phần tạo môi trường cảnh quan đô thị luôn xanh sạch đẹp văn minh. Một số bồn hoa được chăm sóc tốt, cắt tỉa thường xuyên, cây ra hoa đều đẹp, đã tạo điểm nhấn nét đẹp đặc trưng riêng của đường hoa đô thị. Để thiết thực có những hành động cụ thể thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp chi bộ quán triệt tới toàn thể đảng viên, đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn thì rất tích cực chủ động trong việc chăm sóc vườn hoa được giao. Khi ý Đảng lòng dân đã hợp, có được sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị Phong trào trồng và chăm sóc hoa cây cảnh ở Mương Ảng đã lan tỏa mạnh mẽ. Các cơ quan đơn vị, các trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đã tích cực huy động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh thường xuyên chăm sóc những con điều hoa. Thì em cảm thấy là việc chăm sóc bốn hoa tại đường 42m là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa. Khi được các thầy cô giáo trong trường giao nhiệm vụ thì em cùng các bạn trong trường đều tham gia hưởng ứng rất là nhiệt tình những con đường mang đậm dấu ấn tập thể đó là kết quả của ý đảng lòng dân được phát huy đem lại niềm vui nâng cao chất lượng và cải thiện môi trường sống cho người dân nêu cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và toàn thể nhân dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện điểm nhấn ở đô thị thị trấn mừng ngảng còn ở chợ trung tâm mới Nơi đây không chỉ là nơi giao thương buôn bán, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nếp sống văn hóa, văn minh của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong huyện. Cùng với đó, huyện mừng ngảng quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp không gian sống, tôn tạo cảnh quan, phát triển thêm nhiều địa điểm vui chơi, điểm tiểu cảnh tại các tổ dân phố. Ngoài chợ trung tâm Mường Ảng còn có hai con đường là con đường 42 và con đường 27 m. Đây là hai con đường của ý Đảng lòng dân. Con đường của Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 23. Những con đường hoa, những công trình mới là minh chứng cho thấy sự đổi thay và phát triển của huyện Mường Ảng. Tin rằng thời gian tới, Mường Ảng sẽ còn thêm nhiều công trình mới tiếp tục được đầu tư xây dựng. Qua đó, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, xây dựng quê hương Mường ảng ngày càng giàu đẹp, văn minh.